Đây là bé nhím, đây là bé tít, đây là bé Linh Đan, còn đây là Hà My và cậu út Huy Minh. Tôi là Đỗ Mạnh Cường và tôi là ông bố đơn thân của 5 đứa trẻ mồ côi. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, cái tên quen thuộc của thời trang Việt Nam với những show diễn ấn tượng ở khắp các sàn diễn thời trang trên toàn thế giới. Công việc sáng tạo của một nhà thiết kế bận rộn, nhưng mới đây anh đã đưa ra một quyết định bất ngờ khi nhận nuôi 5 em nhỏ mồ côi. Mỗi đứa trẻ đến với anh lại là một câu chuyện đặc biệt. Cái đây 5 năm thì tôi gặp bé nhím, nó mới nuôi chùa ở Long An. Lúc đó mới 2 tháng tuổi thôi. Có một cái mối liên hệ nào đó vô hình mà về tôi quyết định nhận bé nhím. Và tôi xin phép với nhà chùa phải đến hơn 4 năm sau tôi mới có thể đón được nhím về nhà. Linh Đan là một đứa trẻ mà mẹ dẫn bé đi lang thang khắp nơi, thiếu ăn, thiếu uống rồi không có chỗ ngủ lề đường. Khi mà ra nhận Linh Đan á, lại gặp bé Hứa, thấy cái cậu bé này giống mình một cách gọi là rất là kỳ lạ luôn. Còn cái trường hợp cuối cùng là Tít á, bé là mẹ bị ung thư và đã mất, bé bị bố đánh rất là nhiều. Gặp Đỗ Mạnh Cường, cuộc đời của 5 đứa trẻ bước sang một trang mới. Còn với riêng anh thì cuộc sống cũng thực sự đổi thay. Có thể xem như mình là một người mẹ luôn. Bây giờ là các bé phải dậy từ 6 giờ sáng, tôi phải tắm cho các bé, rồi cho ba bé ăn, rồi là chuẩn bị đồ để đi học. Cái ngôi nhà lúc nào nó cũng ồn ào hết á. Từ ngày nhận nuôi các bé, Cường hay nói thôi, để tiền này em để dành mua sữa cho con và mua tã và lo cho các cháu. Yeah. Bố mặc nó đẹp. Câu mà tôi luôn nói với các con mình mỗi ngày đó là tôi yêu các con rất là nhiều. Và các con cũng nói cái câu đó với bố rất là nhiều. Con yêu bố rất nhiều, bố có yêu con không? Tôi muốn sau này các bé có một cái tương lai tốt và làm những cái người sống tử tế. Giờ đây trang Facebook cá nhân của Đỗ Mạnh Cường có tới quá nửa là hình ảnh của những đứa trẻ. Năm 2019, anh quyết định sẽ gác lại các show diễn để tập trung chăm sóc các em. Năm đứa nhỏ cũng lớn dần lên và được bố cho tham gia các hoạt động của mình, truyền cho các em niềm cảm hứng với thời trang.